mắt bộ khổ hoặc hiện thành. Đệ tử chúng con thành tâm thành kinh đốt thêm tâm hương, cùng đèn hoa quả nước cung dựng lên ba ngôi tam bảo. Và văn y lời Đức Phật dạy đệ tử chúng con, xin thành tâm nguyện đem hội cả các cô tu tập niệm Phật lại Phật A Di Đà, cùng với nghi thức cầu siêu. Đệ tử chúng con thành tâm hưởng nguyện đức từ tam bảo chứng minh gia hộ hội cộng tu chúng con những ngày hôm nay được thành tựu viên mãn, để chúc Phật công đức hồi hướng trang nghiêm tây phương Phật tịnh độ, xin hồng hướng cầu an đến cho chủ thành, gia đình Phật tử diệu hơn, cùng an hậu cần các chư vị đã lo đồ ăn uống cho chúng con trong những ngày tu tập, và hồi hướng lên cho chư vị tiên ngũ đồng tổ địa phương nơi đây đảo trẻ tỉnh đạo năm, và hồi hướng lên cho chư vị hiện nam tinh nữ Phật tử đạo trẻ niệm Phật tâm nữ thay niêu đạo trẻ tâm hành, cùng với người thân quyến thuộc của chúng con, nguyện nương nhờ công đức lành này mà Phật bản tai ắt được tiêu trừ hiện căn tăng trưởng phước trí trang nghiêm. Nguyện nương nhờ công đức lành này mà biết phát khởi tinh tâm quy hướng tam bảo, niệm Phật A Di Đà hiện tại thân tâm an lạc, tập bệnh tiêu trừ sáu y bỏ bao thân này đồng sanh tây phương cực lạc quốc, và hồi hướng công đức lành này cầu siêu quân nhân ngày kỳ công, hướng linh Phật tử Lê Văn Nhiên mất ngày 24/3 năm Giáp Tết, hưởng thọ 91 tuổi, các hồi hướng lên cho hương linh quyền thị nhân hưởng thọ 80 tuổi, quyền hồ liêu hưởng dương 38 tuổi, đạo văn khải hưởng thọ 76 tuổi, lễ thị kiện hưởng dương 56 tuổi, và hồi hướng tình thật thứ năm Trần Ngọc Long Pháp Danh Diệu Âm Tâm Hoa hưởng thọ 67 tuổi, mất ngày 22/2 năm Tân Sửu, hưởng linh Đặng Thị Tôn Pháp Danh Thanh Quyền hưởng thọ 82 tuổi, mất ngày 14/3 năm Tân Sửu, hưởng linh Phan Văn Dạng Pháp Danh Thiện Tâm hưởng thọ 97 tuổi, mất ngày 4/3 năm Tân Sửu, hưởng linh Phan Văn Mận Pháp Danh Diệu Âm Đức Thọ hưởng thọ 73 tuổi, mất ngày 27/2 năm Tân Sửu, hưởng linh Trần Văn Lệ hưởng thọ 68 tuổi, mất ngày 26/2 năm Tân Sửu, và hồi hướng công đức lành này đến cho chư vị quan gia trai chủ cùng vô vị thập tôn của chư vị hiện nam tín nữ Phật ở xa gần bản tập về tỉnh Thập Di Đà tu tập, cùng với người thân quyến thuộc của chúng con đã quá vãng trong nhiều đời nhiều việc còn đẹp lại nơi thân trung âm, nguyện công đức lành này mà chư vị hướng linh sớm pha mê khai ngộ, buông xả được dạng duyên, một giả chi thành xưng niệm dạng đức hồng danh A Di Đà Phật, sớm nhận ra được ánh sáng quảng minh của Đức Phật A Di Đà, phát khởi được lòng thành kính
Quyền a quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quyền a quy vào ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà. Quyền vạn sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, và mọi hương công đức lành này sâu rộng đến với chúng sanh. Trọng khắp pháp giới tận cõi hư không, xin nguyện cầu để âm được siêu người dưỡng thanh thân. Pháp giới chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
xin chào Phật và lời nói đầu tiên là tình trọng gửi đến các chân vị viên của Hồng Tô. Đó là hôm nay bước qua ngày mới, ngày 21 tháng 3 năm Tân Sửu. Xin thành thật tâm chúc cho toàn thể đại chúng bước sang ngày mới được nhiều sự khỏe và tu tập được vô lượng an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và ngày này trước khi chia sẻ, chồng cũng xin nguyện cầu Hồng An Tam Bảo chứng minh gia hộ cho những lời chia sẻ của con luôn đúng như lý như pháp, để đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ và hồi hướng sâu rộng đến với chúng sanh trong các pháp giới tập cõi hư không. Xin nguyện cầu mẹ anh được siêu người như thanh thới pháp giới chúng sanh đồng học sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay tình trọng sẽ chia sẻ với đại chúng bài đó là bốn cái phương pháp niệm Phật. Thì chúng ta sẽ có bốn cái cách niệm Phật. Cái cách niệm Phật thứ nhất gọi là cao an trì. Cao an trì tức là niệm ra đến. Và các phương pháp niệm thứ hai đó gọi là đê thanh trì, tức là niệm hầm, niệm nhỏ đến. Và cái thứ ba đó là thiên can trì, tức là niệm nhất ngôn. Chữ A Di Đà nằm trong cổ họng và cái ngôn mình nhét nhẹ ra thì tạo ra cái âm thanh Phật. Bởi vì nếu công phu tu tập của mình còn yếu, niệm lực chưa nghe rõ ràng, thì trong lúc mình niệm thiên can hoặc là niệm ý, câu Phật hiệu sẽ không nghe rõ ràng, mà không nghe rõ ràng thì ý thức không ghi nhận. Mà ý thức không ghi nhận thì cái thức thứ bảy là thức mặt na, nó sẽ không lận được cái dữ liệu, cái hạt giống trong chủng tử để đưa vô an lại gia thức được. Mà khi công phu mình yếu, niệm lực chưa có được cái lực để mạnh bên tai để nghe được, thì bắt buộc mình phải nhét ngon. Khi cái ngôn mình đọc, tự nhiên sẽ ra một tâm. Như vậy niệm kim can tức là chữ A Di Đà còn đọc trong cổ họng của chúng ta. Và để nghe được cái âm thanh cái chữ cuối cùng một đó là chữ Phật rõ ràng, vì niệm lực quá yếu không nghe được, cho nên cái ngôn mình phải đọc ngôn nhét mặt nhẹ cái ngôn để tạo ra âm thanh Phật, để mà ghi nhận rõ ràng từng câu từng chữ danh hiệu chữ Phật A Di Đà, để biết đó là chữ Phật A Di Đà. Và cuối cùng một đó là cái ý trì, ý trì đó chính là niệm Phật tâm. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đi sâu vào để chia sẻ. Như vậy thì khi không vô tu tập mà lâu ngày rồi thì mình nên cố gắng dùng công tu tập bằng ý trì. Bởi vì cái giờ phút lâm chung mình sẽ không còn sức để mà niệm Phật ra tiếng được, vì các căn của mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó sẽ chết trước, năm căn này sẽ chết trước, rồi đầu kế đó là cái căn thứ sáu, đó là căn ý. Căn ý là nó chết cuối cùng và nó chết nó sẽ lúc vào căn thứ tám. Thì khi mình không có tu tập á thì mình cố gắng, tệ nhất là phải chọn cho mình cái tầng công phu là chạm vào da. Thì như hôm qua các trình bày giống như vậy, chúng ta niệm Phật ít nhất là ta cũng phải chọn còn một cái tầng công phu thứ sáu để nó nâng từ từ lên, để tới cái tầng công phu là vô nhập tâm, để thực hiện sự niệm đó là tầng công phu thứ tám. Thì mình chọn cho mình như thế, tức là tu từ cái thứ sáu trở lên. Còn nếu mà mình lâu ngày rồi mình già giỏi hơn rồi thì bắt đầu mình nâng cấp lên. Thì mình nâng cấp lên là mình tu bằng cái thứ tám. Mà khi quý vị mà tu được cái thứ tám rồi, tức là lúc đó cái công phu mình đã thuần thục rồi, lúc đó mình đã nghe được tiếng niệm Phật rồi, gọi là trạng thái nhập tâm. Mà trạng thái nhập tâm thì nó có hai trạng thái. Trạng thái nhập tâm mà còn yếu thì tiếng niệm Phật của mình sẽ rất khó không.
và đã khiến mình tập nghe ít mà mắt thì nhiều. Khi mình nhận tâm sâu rồi, mình sẽ bước qua giai đoạn đà đạt, bất niệm, tịnh niệm. Thì lúc này tiếng niệm tập mình sẽ nghe xuyên suốt. Từ lúc mình ngủ, chỉ cần mình mở mắt ra đạt cái câu Phật hiệu sẽ vang vang trong tâm. Cho đến khi nào mình đến tối mình đi ngủ thì sẽ tiếp Phật hiệu, nó mới không còn. Và khi ngày mai mở mắt ra đạt đạt, Phật hiệu mới tiếp tục là đạt vang vang trong tâm. Duyên tập như vậy. Thì việc tu tập á, thì thật ra cũng giống như là mình sạc pin điện thoại. Nếu mà mình sạc pin điện thoại liên tục, mình sạc nhiều giờ thì đặt pin nó sẽ mau hạn, thì trong khuôn ngoài mình sẽ mau hạn cầu đồng. Và để cho đạt được cái cảnh giới mà đạt được cái tiến niệm tập tương tục là nhập tâm bắt niệm tịnh niệm, thì cái công phu của mình cũng giống như là mình nấu nóng sôi thôi. Nếu mà mình nên siêng năng, mình cần cù, mình nấu nước, mình không có để cho củi nó lửa tắt, và mình nấu liên tục, đừng có mà để mới vừa nấu chút xíu là tắt, mới vừa đến sôi tắt rồi đầu tắt cái rồi ngồi về nấu lại, rồi nấu rồi nó dưới mới vừa nấu nó ấm lên cái tắt, thì mình nấu nó cả đời không bao giờ cho sôi vô ấm. Mà mình phải là siêng năng tinh tấn, là phải là liên tục cũng như nấu nước, đừng để lửa lửa nó tắt. Thì mình nấu xuyên suốt như vậy thì chắc chắn là nước nó sẽ xong. Thì cũng như vậy, nếu mà mình chuyên nhất chứ không có xen tạp, ngày ngày mình tinh tấn tu hành, mình hạ thủ công phu, mình gặp cái ý đời với xã hội, một lòng niệm Phật cầu độ vãng sanh về tây phương, thì việc thành tựu của mình sẽ không còn khó nữa. Vấn đề mà đạt được bắt niệm tịnh niệm, thật ra ở đây chúng ta mỗi người đều có khả năng làm được. Chỉ vì chúng ta không có biết phương pháp, chứ nhiều lúc chúng ta không có nỗ lực tâm tập. Chứ khi ta biết đường lối rồi, ta nắm vững vàng rồi, thì chỉ càng càng có thời gian nhiều, chúng ta mới nghĩ rằng là như nấu nước. Nếu mà ta chịu khó nấu nước liên tục, lửa củi đầy đủ, thì đến một lúc nào là nước nó sôi, thì nước nó sôi tức là mình đã đạt được cái công phu như trên chứng nhập tâm. Còn mình công phu mà mình công phu dùng như vậy, thứ nhất là ít quá, không đủ thời gian, không đủ tí, thì cũng giống như mình nấu nước mà nước nó mới có mái mái, muốn vừa ăn nóng hay là mình đã đạt được, thì làm sao mình nấu được cái đến lúc mà nước nó sôi. Cho nên việc công phu không tu tập mà để được cái bất niệm tự niệm hoặc là nhập tâm, từ đây tất cả mọi người trong chúng ta đều có khả năng làm được. Và quý vị là đủ duyên lành, không phải ai để học được cái pháp này, cũng không ai cũng phải là đủ duyên để có điều kiện để tu tập để hành trì. Thì nếu các vị là người đủ phước đủ duyên, thứ nhất là nắm được pháp, thứ hai là có điều kiện tu, chúng ta là cố gắng quan hệ, chúng ta tập trung vào chuyên môn để chúng ta tu một ngày nào đó mình cũng sẽ thành thạo với những người khác. Bởi vì về chùa thượng đỉnh tu là những cư sĩ như mình về để tu là họ thành thạo trong công việc, còn là người học việc học. Thì khi thầy Thịnh Nghi mà khai mở cái pháp tu niệm Phật học đạt đạt niệm tự thiện, quý Phật tử về là tu học, quý vị biết cái pháp đầu tiên không là đã có người gì vô vô là từng đại là ra là nghe cái niệm Phật. Tại sao? Tại vì về vậy thầy cho vô vô là một ngàn người mấy tiếng, và vô đâu chỉ có là chuyên nhất niệm Phật, ngoài ra không có làm bất cứ một việc gì. Về ăn uống ngủ nghỉ là thầy lo hết, một ngày tu mười mấy tiếng, 3 giờ xem thầy dạy vậy, tu là tới 9-10 giờ làm việc. Mà những lúc nghỉ thầy cho nghỉ là chúng còn nghỉ, chúng còn ngồi công phu tiếp tục, có vị tu trong ngày 18 tiếng này còn. Cho nên cái vấn đề họ làm như vậy thì chẳng cách nào nhưng họ nói đúng.
nấu một cái củi lửa mà chăm liên tục luôn là ấm nước nhất định sôi rồi, có cách nào làm sao đó. Còn mình do mình không biết, mình nấu nước gì là ấm mái mái, mình tắt lửa, mình tắt củi. Cho nên mình nấu vài nước nó có sôi thì cũng giống như sạc pin điện thoại vậy. À, nếu mình xịa sạc nhiều giờ thì biết cái này là. Còn pin giống ta nói là mình sạc quá làm sao nó đủ năng lượng để đủ đầy cái pin. Thì ngay kể cả đại tràng năng lượng cũng có nhiều người ta về nhà tu đạt được cái tầng thông thông nghe cái điều Phật là thành nhiều. Đó là những vấn đề luồn lùn trong đầu này rồi. Thì nói như vậy để cho quý vị là biết rằng cái pháp môn này không có khó, mà cái thành tựu là nằm ở nơi mình, chỉ cần mình cố gắng mình hết tâm thì một ngày nào đó nó cũng sẽ được thành tựu của những người khác. Rồi khi quý vị mà thành tựu nó phát triển Phật rồi, con đường cảnh sanh của mình. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lần mà nói mà thế không hài, câu thề ứng là rồi đại liên hoa. Cha lần nào vốn thiệt cả di đà, xoay hào quang lần xoay hòa. Oh.
Và hồi hướng công đức lành này đến cho ba